một cái chủ đề tiếp theo ngày hôm nay mà anh định nói, đó là what it means to be a middle class. Có nghĩa là nếu mà bạn thuộc vào cái giới trung lưu đó thì nó nghĩa là gì? Thì mời anh Đen chia sẻ. Thì mình bước ra, tôi nghĩ trước ra từ làm nghề ngành về, mới ra đại học hay là mới đâu gì, mình cũng muốn đạt được cái gọi là cái gì đó, trung lưu đúng không? Mà nói trung lưu á, không ai hiểu trung lưu là gì á. Vậy trung lưu là gì? Tôi trung lưu chưa? Trung lưu là ở giữa. Ở giữa. Thì thường thường một đất nước mà có trung lưu thì nó là lấy thuế nhiều nhất. Mà Đen thấy mà người Việt Nam mình bị một cái câu mà từ kinh điển, kinh điển từ ba mẹ mình tới người giao nói nhau á, một câu gọi là gì, anh nói tiếng Anh em dịch tiếng Việt ra. Bên Mỹ này á, là phải either at the bottom or you at the top, don't be in the middle. Nghĩa là phải giàu thì giàu, là nghèo thì nghèo, ở giữa là chết. Mình có làm một cái video vậy á, lúc mình mới qua Mỹ làm video câu đó. Cái câu đó mà anh nghĩ nó hại nhiều hơn là giúp. Câu đó cũng đúng. Nó cũng đúng, gọi là gì, cho sao? Thời gian đầu thôi. Thời gian đầu. Thì bạn có hàng đầu bạn mới qua hay là bạn làm gì thì bạn phải chịu thôi. Tiền mặt cái làm được ở dưới để mình được cái chính phủ trợ giúp chút xíu tại mình mới. Nhưng mà bạn đã có một cái sự quen biết hiểu chuyện ở nước rồi thì bạn phải bước ra. Tại vì trước tại nó nói là thời gian đầu của nó là middle hoặc là top á, nhưng mà trước khi bạn muốn làm top bạn phải đi qua middle. Bạn có hiểu không? bạn nói là ok, giờ tôi thà nghèo hay là giàu hoặc là chính giữa, nhưng mà bạn muốn qua bạn có đi chính giữa chứ, người chính giữa anh ta cũng đâu ngu đâu. Mà tại chính giữa tại cái người chính giữa là những người cầu tiến ta muốn hơn nữa, ta muốn nó cũng không ở chính giữa chứ, giờ không vậy mình bạn chửi mấy thằng ở giữa nó ngu sao, nó đúng không? Không phải, cái câu đó thật ra nhiều người Việt Nam mình khuyên là tại vì qua đây sợ mất những cái benefit, nhiều medical welfare này nọ. Nếu mà anh cảm thấy là họ đưa ra những cái ví dụ là ok, bây giờ bị bệnh đi, bị bệnh trả tiền bệnh viện tháng mấy ngàn, ví dụ vậy, uống thuốc, nhiều người bị sơ gan hay gì đó, uống thuốc tháng ngàn mấy hai ngàn, bây giờ thà tao đi ở nhà tao đi làm tiền mặt, tao lấy medical tao uống, còn hơn là tao đi làm 5-6 ngàn tháng trừ thuế còn 3-4 ngàn tao trả tiền thuốc hết mẹ rồi. Cho nên nếu mà mày phải đi làm thực sự phải làm, mày cái phải người, ráng bắt xua là mày giàu. Cái người mà bệnh á thì mình không nói, có cái trường hợp thì đi mình hiểu. Còn những mấy người mà trẻ ha đó, hay là mỗi người gì đó, mình rất là nhiều khi theo ba mẹ mình nói câu đó, mình học cái đó rất là sai. Đấy. Tại vì mình phải đi lên chứ không sẽ. Tại anh thấy cũng có đứa mấy em á, nó bạn em nó trẻ mà nó cũng có khả năng mà nó sợ mất tiền này mất tiền kia, rồi nó cũng ở nó ăn cái benefits đó, nó giữ đó mà nó không đi lên. Tại vì nếu mà không đi lên thì mình không có giữ được, mình không có build wealth được á. Tài sản mình không có mà giữ tiền mặt không à. Hiện nay là chuyện có thật, không dở nha. Có một người Việt Nam, bà Việt Nam hồi xưa bà cũng chuyện dễ thương lắm, chỉ làm về ngành nail. Thì ra qua nhà và lại công ty của Đen, nó hỏi Đen ơi, chị muốn đầu tư vô nhà cửa, chị có tiền mua nhà không? Xong cái bà nói ok, chị mang lại Đen nói ok, rồi có được, chị muốn làm nhiêu, chị muốn đầu tư 500 ngàn. Ờ rồi được, nhưng mà chị có 500 ngàn tiền mặt. Lúc đó ra thì cầm, ủa giờ 500 ngàn mặt rồi đưa cho em cũng biết làm gì nữa. Tại tất cả đầu tư gì á, bạn phải để trong tiền mặt, mà để như vậy thuế vụ nó nhìn đó, nó bắt mấy người này chắc chị đó chỉ giữ tiền mặt từ đó chỉ để dành đó. Chỉ bình thường thôi, không có gì đặc biệt, nhưng mà chỉ để dành từ tiền mặt thôi. Như vậy chứng đầu tư, nhưng mà giờ muốn ra đầu tư đâu được đâu. Tại cái tiền mặt đó giờ để đâu? Phải chứng minh tiền đó ha. Chứng minh chứ. Giờ chỉ bỏ đâu, chỉ muốn mua nhà đồ, nhưng mà giờ chỉ mua đưa cho em, giờ làm sao mua? Giờ hỏi loan agent nào dám là nhận. Cái đó thì phải deposit tiền vô ngân hàng trong 6 tháng hồi đó mình cũng bị vậy, tức là cái tiền. Nhưng mà cái đó là mình làm hy vọng không bắt thôi, chứ tự nhiên giờ nó 6 tháng ra. Tức là không phải anh, tức là dưới 10.000 thì nó không report cho IRS đúng không? Thì mình có deposit 9.000. Cái đó là cái đó là mình, cái đó là trên lý thuyết là vậy đó. Dưới 10.000 là không có report. Nhưng mà những cái account mình cứ deposit 10.000 từng 10.000 từng 10.000 từng tháng gì, bị bộ người ta không biết làm sao. Hay là giờ nó, cho dù nó nhìn đến nó đi, nó tại sao mà có nhiều đó, lúc là một cái chuyện gì nó đừng đụng thuế này, nó nguy hiểm, nó ghê lắm, ai cũng sợ thuế hết. Rồi
cái này để mình chia sẻ một cái video nào khác để về dùng giữ tiền sao. Nhưng mà mình nay mình nói về làm sao mà gọi là middle class á, thì theo mà người ta nói là middle class là cỡ chừng làm cỡ chừng 42.000 cho tới 150.000 tùy theo cái địa phận của nước Mỹ. Vậy trên 150.000 là high class rồi hả? Ừ, 150.000 là high class. Thế là gì? Mà nói middle class nó có một chia ra là low middle class, rồi middle class, rồi upper middle class. Gotcha. Nhưng mình muốn nói là mình nói chuyện giữa middle class thôi, bình thường thôi. Nhưng mà cái đó là con số kinh tế thôi. Kinh tế là nó nói theo kiểu mà tất cả chung hết trơn trên con số. Nhưng mà theo nói theo mà bình thường á, ok, mà người cảm nhận á ngoài đời á là middle class là gì? Bạn có cái nhà riêng. Đây này là nói chung cho gia đình bốn người nha, cả hai vợ chồng hai đứa con á. Bạn có một cái nhà riêng, bạn có một chiếc xe riêng, ok, bạn lo được cho cô hai đứa con bạn đi đường đại học đã, không cần phải cho nhờ chính phủ. Bạn có bảo hiểm sức khỏe không, tất cả không nhờ chính phủ. Mỗi năm bạn có 2 tuần đi du lịch mà bạn có thể trả nổi, đi nước này nước kia, ok. Trong nhà bạn thường thường có 2 tủ lạnh một tủ lạnh ở ngoài, một tủ lạnh nhà cái này 4 cái đó. Cái này Việt Nam nhiều lắm. 4 tủ lạnh còn không được, không chủ đội đẹp chủ để nào, thịt đông lạnh, bia, nước ngọt, cái gì bán chim cút đủ thứ. Cái đó là thương mại khác. Ok, cái đó là định nghĩa của gì đó, middle class. Bởi vậy nếu mà bạn cảm thấy bạn làm được chuyện đó đó, hãy đi đẩy lên đi, đừng có ở ăn tiền mặt nữa. Ok, bây giờ mình chia sẻ kinh nghiệm bản thân nha. Hồi xưa mình cũng khuyên các bạn là ok, qua thì phải tìm những cái nào hỗ trợ của chính phủ, thời gian đầu nó khó khăn. Nhưng mà mình thấy là nhiều cô chú bác, anh chị em từ từ họ cũng không có khuyên những cái người mà họ từng khuyên nên bỏ cái điều đó đi. Bởi vì nếu các bạn thấy trên thực tế thì sẽ bị hạn chế rất nhiều. Mà bản thân mình thì nó tiếp xúc với những người đó rất là nhiều. Khi các bạn ăn trợ cấp chính phủ thì lúc nào các bạn cũng không thể đi làm check được. Các bạn cứ phải làm tiền mặt để các bạn khai low income hàng 6 tháng, hàng 1 năm để các bạn ăn medical, welfare hay là các bạn ăn những cái tiền khác. Đó là một cái điều tốt, nhưng mà với những cô chú có bệnh hay gì đó thì mình nói, nhưng mà nếu mà các bạn còn trẻ thì cái điều đó nó vô tình là đốt cái tương lai của các bạn. Ví dụ lúc mình bảo lãnh vợ của mình qua mà không làm bảo trợ tài chính được các bạn, tại vì làm tiền bạc không có income, đi nhờ người thân, nếu mà các bạn hên nhờ người thân giúp thì không nói, người thân không giúp là không luôn. Mình phải nhờ một người mình quen trên bàn nhậu giúp mình, nếu không có quý nhân thì coi là vợ mình cũng không ngồi đây đó. Rồi nói chuyện 6-7 năm về trước. Rồi các bạn đi mua xe, các bạn đi mua xe mà các bạn không có income thì sao, nhà băng nó cũng bắt bạn chứng minh này nọ. Rồi thí dụ các bạn muốn đau nhiều hay bạn muốn mua tiền mặt không được, khổ lắm, nhiều cô chú lên mua xe đó, con ơi cô có mua đi cao, bây giờ cô đau 15.000 phải làm sao con, thôi để cô bỏ 8.000 tiền mặt rồi kêu thằng em ký giùm 7.000 cái check nó thằng em cho đó. Vậy tức là suốt cuộc đời mình sống mình cứ phải luồn lách cái này cái kia rất là khó. Thì mình khuyên là nếu mà chúng ta còn trẻ, còn được con đường tương lai phía trước và có những tham vọng nhất định thì nên bỏ những cái điều đó. Đó là như vậy. Anh nên có gì nói về middle class không? Anh thấy gì middle class thôi, tại vì mình muốn trong cái xã hội mình muốn lên middle class thì mình đừng có câu mà nói là mình phải giờ đổi ngược, phải câu là mình muốn tới middle, ok, tới chính giữa. Đừng nói là đừng ở chính giữa. Mình muốn đóng thuế, ok, mình muốn đóng thuế. Hay đóng quá. Thuế là chuyện rất là tốt. Tại vì nếu mà bạn cái thuế vụ là cái nhức đầu của bạn á thì bạn đã kiếm tiền được rồi. Tại vì nếu mà thuế mà là những chuyện bạn không lo á là không, cũng lo chứ anh, cuối năm đi khai thuế lo coi lấy được nhiêu tiền về. 3.000 hay 5.000 phải nói vậy nè. Nếu mà bạn phải làm, bạn phải có cái problem này là tới mỗi năm khai thuế đó bạn không muốn khai thuế, bạn không có khai thuế, bạn chờ, bạn phải extend cái tháng 10 á. Tất cả người mà thường người ta khai tháng 3, tháng 3 ta khai hết rồi, tháng 3 là đợt business, tháng 4 ngày ta khai hết rồi, người nào cũng hâm hố đi khai thuế hết. Bạn muốn đạt tới lúc mà tới giờ khai thuế á, là bạn phải kêu cái cô thuế ơi, chị có thể làm giấy tờ cho tôi tới tháng 10
tôi mới khai. Có nghĩa là mày đóng thế, mày đóng lại, tôi khai tháng 10. Là mình bắt buộc muốn đưa pass, bắt buộc phải thay thế. Mà gì đó, phải hãnh diện khai thế. Thì mới tới được middle class, thì mới lúc đó thì cái cửa nó mở ra nhiều. Đây nè các bạn thấy nè, cái đại dịch Covid-19 này, những cái người mà làm tiền mặt không khai thuế đó, nếu mà cái sở thất nghiệp nó không có ra chương trình PUI đó, là đài PUI chứ, là xong, thấy không? Không có khai thuế, không có W2, là coi như không được cái gì hết. Được cái stimulus package không đó? Được không? Được. Nếu mà tiền nào mà làm business á, nó cao. Không có quyền lợi. Không có quyền lợi, mất quyền lợi, nhưng cái chuyện nó không... Cái nữa nhưng mà phải thuế nó mới mở nhiều cửa khác, nó có nhiều đường bên. Yeah. Chứ mình không thấy xong rồi mới có cơ hội á. Tại bây giờ như cái chị đó đi, chị có gì để dành đi. Ừ. Hay không? Bao nhiêu năm mà chị mới lại dành được 500 ngàn. Ừ. Chị cũng ăn nhịn, cũng không có đi chơi gì lắm á, không có sống kia đó. Nhưng mà 500 ngàn chị đã dành từ đó giờ, 500 ngàn như mua vàng về để nhà hay để đi đâu trong safe deposit box gì đó. Nhưng mà 500 ngàn nó không kiếm tiền thêm nữa. Là 500 ngàn á, về để vô trọng, về để vô trọng. Thôi, còn đông không, si cái không người mà cái cơ mà bạn khai thuế đàng hoàng á, cơ hội mà bạn tiền ông trọng á, bạn có tiền mặt nhiều vậy đâu. Mấy người khai thuế người đâu có tiền mặt. Tại tiền ta nằm đâu? Nằm trong đầu tư hết rồi. Some different account. Người ta tiền bất động sản nè, Roth IRA nè, 401k nè, đầu tư học cho con cái nè, right? Là tất cả tiền nằm trong trọng rồi, là bao nhiêu cũng như ta làm, ta để vô trọng. Trọng làm sao? Thì tiền nó đang nảy nở cho mình trọng, còn khi một người làm tiền mặt để ở đây thì nó không có nảy nở, mà nó giữ từ từ, nó vẫn có tiền nhưng mà nó không có nảy nở trong cái sự cái tiền của họ không có nảy nở. Bởi vậy cuối cùng ta có đóng tiền mặt mà ta xài cũng có được rõ ràng cho dư lắm. Còn mấy người kia, mấy người mà ta khai thuế đàng hoàng, hỏi có tiền mặt không, ta không có gì hết trơn á, nhưng mà tiền người ta nằm trong những cái đầu tư khác rồi để đang nảy nở. Để tao tìm lại phải không? Ừ. Để tao tìm lại. Hãy hỏi người mà người ta ta không có, người ta không có tiền mặt, người ta hỏi nó giờ có chuyện đầu tư tới, người ta được thu xếp được, nhưng mà để cho mấy 2-3 tuần để ta tìm tiền nào ta móc, ta lấy ra từ chứng khoán từ kia, gốc ta phải lấy phần người ta đầu tư vào. Yeah. Chứ mà cái tiền đó là tiền rõ ràng. À. Còn chịu thuế á, làm có tiền đi, không chỉ cho có nhiều chỗ nó dạy trốn thuế, không phải trốn thuế mà giảm thuế, nó hợp pháp hơn, chứ không phải là mình không đóng luôn. Trong cái bài học về bằng real estate license, các bạn thậm chí nó còn hướng dẫn cho người ta đắc lực nữa. Tức là tới cái phần mà corporation, S corporation, C corporation, LLC hay là sole proprietor, rồi vân vân có nhiều dạng khác nhau. Nó còn nói ok cái nào là liability nhiều, cái nào là đóng thuế nhiều, cái nào là đóng thuế ít nữa. Cho nên là dùng những trốn thuế thì cũng chính xác lắm, nhưng mà không trốn thuế, người ta chơi với thuế theo đúng luật. Luật này, mấy cái luật thuế vụ bên đây á, người mà viết cái luật này ra đó là người giàu. Bởi những thuế vụ này nó rất là lợi cho những người nào mà về có tiền. Rõ ràng là sao, là cũng như chị là cũng có tiền, là sao, cũng như là mấy người mà đầu tư lên có tiền là nó rất là lợi cho người đó, chứ nó không có lợi cho những người mà giữ tiền mặt. Tại nó không muốn người ta giữ tiền mặt, không có lợi đâu. Bạn sẽ không làm được gì, hay là làm cho một cái hãng, bạn làm cho công ty gì đó thì nó sẽ không có lợi. Cũng như thắng vậy, nó thắng mà làm cho một cái corporation đó, tiền thuế thắng không có làm được gì được hết. Là lãnh check ra là 100 ngàn mất hết 30 ngàn vậy thôi, không có chạy, không làm gì được. Nhưng mà cái luật này nó dành cho những người đầu tư. Bởi vậy tiền bạn không có đầu tư, không chia ra, không có rõ ràng á, thì bạn sẽ gì đó, mất quyền lợi lắm. Ừ. Còn mà mấy người mà làm tiền mặt thì dễ dành, nó cũng mất quyền lợi lắm. Tại tiền tự nhiên giờ để đâu ta? Mình không biết người Việt Nam mình có nhiều mua vàng không rồi để lâu. Mình không hiểu luôn rồi, xong rồi để đó mà nguy hiểm nữa. Tại giờ như cũng như những cái chỗ người nhà Việt Nam á, hồi xưa mà giờ nó cũng đỡ. Hồi xưa người ta đi ăn trộm, ăn cướp gì là vô trong mấy khu Việt Nam không à. Người ta biết Việt Nam có nhiều tiền mặt. Có mấy trường hợp dở khóc dở cười là nhà băng trái các bạn. Bên đây thì người ta hay bỏ vô deposit gì? Safety box hả? Nếu người ta cũng đền. Đền như là đền có 2-3 ngàn à anh. Tại vì cái safety box policy là bạn không được bỏ quyền tiền, vàng bạc đá quý vô đó. Và Việt Nam mình bỏ vô
Thì anh bỏ vô mất là nó có đền, nó đền như đó thôi. Hồi đó vợ chồng em cũng tính đi mở một hộp, không kiếm ra nhà băng nữa, giờ hết hộp rồi các bạn. Vậy tóm tắt lại là sao? Tóm tắt lại đi anh. Mình phải đi lên middle, middle class. Có hai điều. Thứ nhất cái câu là ở Mỹ giàu, nghèo thật nghèo, ở giữa là chết á, thì là chỉ đúng trong thời gian đầu thôi. Thứ hai là chúng ta phải đóng thuế các bạn, nó mở ra nhiều đường bên khác, đừng vì những cái quyền lợi trước mắt mà mình bỏ đi cả một cái tương lai ở trên nước Mỹ này. Thứ hai là thay vì nghĩ rằng là không nên ở middle class thì chúng ta phải đảo đổi câu lại là hãy tiến lên middle class, và cái cuối cùng là hãy làm sao cho hàng năm đi khai thuế thì các bạn không trông chờ khai thuế, thì đó là cái điều các bạn đã thành công rồi. Okay. Vậy đó anh, bổ sung gì không? Vậy thôi. Vậy là những cái gì mà về về nhà cửa mà đầu tiên đã hết rồi đúng không? Thì những cái tập tới mình, những video tới mình sẽ nói thẳng về đầu tư. Thì có nhiều người cũng đang hỏi anh Đen cách đầu tư vào như thế nào. Đó thì đó, tại mình muốn có nhà mới cái nhà đầu tiên thôi, còn cái này đầu tư thì mình yêu trâu sâu sắc hơn về cái chuyện như là mướn nhà cho mướn thì làm sao cái lợi hại. Chẳng đây em nói anh Đen là có nhiều bạn bè hay là những người biết em bên Việt Nam họ muốn hỏi là đầu tư qua Mỹ và những cái dự án nhà cửa giống như anh Đen vậy đó thì như thế nào, thì chắc là video tới anh Đen nói được không, hay là mấy video nữa đi từng bước. Đi từng bước đi. Tại cái đó là mình đầu tư sâu xa thì mình giúp người được từng đi từng bước đi. Ok. Cái đó là cái đầu tư đó là phải có anh Thịnh bên Việt Nam nè. Bên Thịnh là mấy anh Thịnh chắc anh cũng coi video này, anh là dealer bên Việt Nam qua đây định mở dealer. Xong rồi thấy em làm video thì anh nói là cũng hứng thú. Anh Thịnh ơi, cũng đừng mở dealer. Cũng hứng thú với lại bất động sản cho nên là muốn gặp anh Đen mấy nay rồi. Nhưng mà vợ anh đang với LA á. Bữa nào gặp em giới thiệu. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.